Xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng quan tâm khác trong ngày. Với sức gió mạnh cấp 17 giật cấp với sức gió mạnh cấp 14 và giật cấp 17, bão số 9 có tên quốc tế là Rai là cơn bão mạnh nhất đo được trong lịch sử quan trắc của ngành khí tượng Việt Nam. Rất may là bão không trực tiếp đổ bộ vào đất liền mà đi song song với vùng ven biển Nam Trung Bộ và sau đó đi ngược ra phía ngoài biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ngãi, Bình Định khoảng 180 km về phía Đông, cách đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200 km tính từ tâm bão. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Sau đó bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão số 9 đang gây gió to, sóng lớn trên vùng biển của các tỉnh miền Trung. Đáng lo ngại là sóng biển đang dâng cao và dự báo có nơi sóng dâng cao 8 mét. Các tỉnh miền Trung đang thực hiện cùng lúc nhiều biện pháp khẩn cấp ứng phó, trong đó đặc biệt chú trọng bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân vùng ven biển. Ghi nhanh của nhóm phóng viên VTC1. Tại Quảng Ngãi, những cột sóng cao liên tục dội vào bờ biển quanh đảo Lý Sơn của tỉnh này. Đến chiều nay, tại huyện đảo Lý Sơn đã có gió giật trên cấp 9. Dự báo trong đêm nay, tại Lý Sơn gió tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Các cơ quan chức năng của huyện đảo Lý Sơn đang sẵn sàng các phương án ứng phó, hỗ trợ người dân trước đợt sóng biển và chiều cường đang phức tạp. Các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm của sóng biển, chiều cường được di rời đến nơi ở tạm an toàn để tránh bão. Trong số 205 hộ dân, trong đó có 8 hộ di rời đến nơi tập trung, các hộ còn lại được di rời xen ghép an toàn. Trong đêm nay, dự báo tại huyện đảo Lý Sơn sẽ có gió giật cấp 13. Trước mức độ nguy hiểm của bão số 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn cũng khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 17 giờ ngày hôm nay. Trong khi đó, từ trưa nay, nhiều địa bàn của tỉnh Phú Yên đã có mưa to, sóng biển dữ dội. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trong vùng có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy đều được cảnh báo và sẵn sàng ứng phó. Đến chiều ngày 19 tháng 12, Phú Yên có 118 tàu cá với 628 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, khu vực quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông. Tất cả tàu cá đều nhận được thông tin về diễn biến của bão số 9, chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Các địa phương ven biển của tỉnh Phú Yên cũng đã tổ chức sơ tán 3.792 người dân trên lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản vào bờ và tiếp tục theo dõi, kiên quyết di rời một số người còn lại trên biển. Đồng thời khẩn trương triển khai ứng phó với mưa lớn gây ngập sâu, chia cắt, nhà cửa không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Đồng thời, tỉnh cũng đang tổ chức kiểm tra các điểm vị trí sạt lở bờ sông, bờ biển đặc biệt nguy hiểm. Các địa phương ven bờ biển tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, tiếp tục thực hiện theo dõi chặt chẽ diễn biến bão để chủ động xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố đối với ông Phan Quốc Việt, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1980, quê quán Thăng Bình, Quảng Nam, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thiết bị Y tế Việt Á, cùng với 6 đồng phạm để làm rõ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đang nói đây là doanh nghiệp đã và đang cung ứng các kit test COVID-19 cho CDC và các cơ sở y tế của 62 tỉnh, thành phố với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Cùng với Phan Quốc Việt, các đối tượng Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ Công ty Việt Á, cửa hàng trưởng, cửa hàng Âu Lạc, Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính và Trần Thị Hồng, nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á, Phạm Duy Tiến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường, nguyên kế toán trưởng CDC Hải Dương cùng bị khởi tố để làm rõ hành vi nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Cơ quan điều tra xác định tháng 4 2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19, sản phẩm thuộc danh mục được áp dụng chỉ định thầu rút gọn. Việt cùng các nhân viên Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, xác định giá bán là 470.000 đồng một kit. Việt sau đó thông đồng với lãnh đạo CDC để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách sử dụng các pháp nhân trong hệ thống lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống báo giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Đặc biệt, Việt còn thỏa thuận chi cho lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền lớn. Thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng, Phan Quốc Việt đã chi gần 30 tỷ đồng tiền ngoài hợp đồng
cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương. Vừa qua thì Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung làm một số cái vụ án liên quan đến đấu thầu trong lĩnh vực y tế theo cái phương châm, tức là làm một vụ thì nó sẽ cảnh tỉnh cả một lĩnh vực, một ngành. Để với cái mục tiêu như vậy thì Bộ Công an đã tiến hành, và như các bạn đã biết là ngày 18 thì đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can trong vụ nâng giá thầu các cái thiết bị y tế của công ty Việt Á và một số các cái cán bộ trong lĩnh vực y tế. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Việt, Tuyến cùng các bị can khác đã vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Cảnh sát đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Việt và các bị can thuộc công ty Việt Á trị giá hơn 320 tỷ đồng, 100.000 đô la Mỹ, 20 bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác, 8 bất động sản của ông Tuyến, đồng thời đang điều tra mở rộng với các cá nhân, đơn vị liên quan tại nhiều địa phương. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 18 tháng 12 đến 16 giờ ngày 19 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.110 ca nhiễm mới, trong đó có 17 ca nhập cảnh và 16.093 ca ghi nhận trong nước, tăng 210 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh thành phố, có 10.542 ca trong cộng đồng. Hà Nội dẫn đầu cả nước về số ca mắc với 1.405 ca. Tiếp theo đó là Cà Mau với 1.345 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 1.014, Tây Ninh 941, Bến Tre 838. Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong tuần qua có nhiều diễn biến phức tạp và xuất hiện các khu vực đông dân cư có số ca mắc tăng nhanh, Ủy ban Nhân dân quận đã triển khai những biện pháp an toàn và linh hoạt phòng chống dịch COVID-19. Trong đó đáng lưu ý là từ 12 giờ trưa hôm nay, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống chỉ bán mang về. Và từ ngày mai, học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy và học online. Khác với sự nhộn nhịp khách ra vào hàng ngày của quán phở này, thì từ 12 giờ trưa nay, quán đã dọn dẹp, tắt bớt đèn. Cả cửa hàng chỉ còn hoạt động ở quầy chế biến để phục vụ khách đến mua phở mang về. Theo ông chủ quán phở, so với bán tại chỗ thì bán mang về làm giảm doanh số của quán đến 70%. Chúng tôi sẽ đồng lòng với chính quyền, đấy cũng là một cách để mình chống lại dịch. Nhưng nếu không đồng lòng với chính quyền thì nó cũng là một điều bất cập. Còn trong cái đại dịch này thì cũng không tránh khỏi cái chuyện làm ăn khó khăn, bất cập nọ, bất cập kia. Trái ngược lại với sự vắng vẻ của các quán cà phê trên phố Lê Văn Hưu hay Lò Đúc trên địa bàn quận Hai Bà Trưng là sự đông đúc của các quán cà phê trên phố Hàm Long thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm. Dù sự đối nghịch này chỉ cách nhau một con đường. Ví dụ như ở đây thì đây là quận Hai Bà Trưng thì bọn em cấm bán, nhưng mà đây ngay bên đường này thì lại là quận Hoàn Kiếm thì lại khu vực này thì không cấm gì cả, thì em thấy nó không hợp lý thế nào cả, vì như vậy thì người ta không ngồi đây, người ta sang ngồi bên kia thôi ạ. Và nó không giải quyết được vấn đề gì lớn cả. Thì nếu như mà cấm bên này thì khách lại ở bên này, nó chạy sang bên kia thì cũng từ quận này chạy sang quận kia thì cũng bằng nhau. Dù còn băn khoăn nhưng đa số các cửa hàng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã chấp hành và thích nghi ngay quy định mới của quận. Cũng theo quy định này, người dân dừng hoạt động thể dục thể thao ngoài trời. Từ ngày mai, học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến. Trước đó vào đầu tuần, khi quận Đống Đa chuyển thành quận có nguy cơ màu cam, cũng đã yêu cầu các hàng quán trên địa bàn ngừng bán tại chỗ, học sinh lớp 12 dừng đến trường học trực tiếp. Thưa quý vị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ký ban hành chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022. Đáng chú ý, thành phố yêu cầu xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương theo diễn biến dịch. Và trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, rất nhiều người dân đã ngại tới bệnh viện vì lo sợ lây nhiễm chéo. Tuy nhiên, nhiều trường hợp do vậy đã đến trễ khiến bệnh tình phức tạp hơn.
Trước thực trạng này, nhiều bệnh viện đã chủ động triển khai các hoạt động khám chữa bệnh trực tuyến qua các thiết bị thông minh nhằm tạo điều kiện cho người dân trong việc chủ động theo dõi sức khỏe cũng như bệnh tật của mình. Chào chú ạ. Mắt của chú làm sao ạ? Tức là cái mắt của chú ấy, đầu tiên là nó ngứa ở mắt, rất là ngứa. Vâng. Đây là buổi khám bệnh trực tuyến của ông Bùi Thế Long ở tỉnh Hải Dương với các bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Nhờ hình thức khám đặc biệt này, ông an tâm hơn vì không phải lo lắng khi tới chỗ đông người trong mùa dịch COVID-19, lại vừa được các bác sĩ tại bệnh viện tuyến cuối thăm khám, tư vấn và kê đơn thuốc cụ thể. Chú cứ điều trị cái chương trình này là khám bệnh online là ý nghĩa đấy. Chú rất thấy phù hợp đấy trong cái điều kiện dịch bệnh COVID như thế này đấy. Đối với cả những cái bệnh nhân mà tư vấn như này, mình sẽ phân loại được những cái bệnh nhân mà những cái trường hợp cấp cứu bắt buộc phải đến viện ngay lập tức, hoặc là những cái trường hợp mà mình có thể là sẽ trì hoãn được, những cái bệnh nhân cần phẫu thuật hoặc là những cái bệnh nhân mà mình có thể cho họ đơn thuốc ngay được. Thông qua ứng dụng iShopcare trên các thiết bị thông minh mà Bệnh viện Phổi Trung ương đang sử dụng, người dân có thể đăng ký, chọn bác sĩ, chọn khung giờ để thuận lợi cho việc khám và tránh được việc quá tải. Có hai hình thức dịch vụ khám là khám tổng quát và khám chuyên sâu để người dân lựa chọn. Chúng tôi chuẩn bị một cái đội ngũ hàng đầu của bệnh viện. Các chuyên gia sẽ từng lĩnh vực một. Chúng tôi cung cấp một cái dịch vụ khám thông thường, khám đa khoa và khám chuyên khoa. Chuyên khoa là chuyên khoa sâu, ví dụ như là chuyên về hô hấp, chuyên về lao, chuyên về ung thư, chuyên về phẫu thuật, đấy, tất cả những chỗ đó để chúng ta có thể cung cấp được cho người dân. Hoạt động khám bệnh từ xa cũng được nhiều bệnh viện bắt đầu thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc chăm sóc sức khỏe. Khách hàng có thể được giải đáp thắc mắc về sức khỏe qua hệ thống tổng đài. Trường hợp nào phải đến bệnh viện thăm khám, trường hợp nào chỉ cần gặp bác sĩ tư vấn qua điện thoại đều được hướng dẫn cụ thể. Bé nhà tôi đến thì sức đề kháng của bé rất là yếu vì tôi cũng sợ phải chờ đợi ở trong bệnh viện. Thì qua ứng dụng thì tôi có thể kết nối bác sĩ và hỏi hết các cái thắc mắc của tôi, được bác sĩ giải đáp rất là nhiệt tình. Sau khi mà tư vấn qua ứng dụng thì tôi thấy yên tâm rất là nhiều vì bác sĩ cũng cho thuốc để bôi và có thể và theo dõi tôi xuyên suốt cả quá trình luôn. Chắc chắn là có sốt này. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, việc phát triển các dịch vụ khám bệnh từ xa sẽ hạn chế lây nhiễm chéo, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho người bệnh. Bên cạnh đó, các bệnh viện, môi trường có nguy cơ lây nhiễm dịch cao nhất có thể chủ động sàng lọc, ngăn chặn virus từ bên ngoài, bảo đảm an toàn cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân.